Ok, thì đầu tiên á, thì khi các anh chị nhìn trên màn hình á, thì chúng ta đọc được cái thông tin gọi là khám phá một cái thế giới mới, hay còn gọi là DeFi, quỹ cộng đồng tài chính phi tập trung. Thì đây là một trong những cái khái niệm mà có thể là một số anh chị là lần đầu tiên là chúng ta nghe nói đến. Thì không sao cả, sau đây con sẽ chia sẻ cho các anh chị nắm về một số cái ý chính của cái tài chính phi tập trung hay còn gọi là DeFi. Thế DeFi là gì? Thì con chia sẻ luôn là nó là một cái cụm từ viết tắt của Decentralized Finance, là tài chính phi tập trung, hay còn gọi là một cái dạng hệ sinh thái bao gồm các ứng dụng tài chính được xây dựng trên một cái nền tảng blockchain. Nó được dự đoán là một cái xu thế tất yếu của tài chính trong tương lai. Hay nói tóm lại, tài chính phi tập trung sẽ thay đổi tài chính truyền thống, tài chính tập trung. Như thế thì tài chính tập trung là gì? Giống như ngày hôm nay, cô chú gửi tiền ở một cái ngân hàng, hoặc là chúng ta tham gia mua cổ phần, cổ phiếu của một đơn vị, của một công ty, của một tập đoàn nào đó, hay còn gọi là mô hình doanh nghiệp, thì tất cả những cái mô hình đó được gọi là tài chính tập trung. Ngày hôm nay thì cái công nghệ blockchain nó ra đời, nó đã làm thay đổi cái kinh tế tài chính trên toàn cầu, và cái khái niệm DeFi cũng sẽ ra đời. Thì gần đây các anh chị và cô chú, nếu như ai mà quan tâm nhiều về cái lĩnh vực công nghệ, chúng ta sẽ gặp cái cụm từ DeFi này xuất hiện rất là nhiều. DeFi ở đây bao gồm tài chính nó rất là nhiều lĩnh vực, sàn giao dịch cũng là phi tập trung, rồi sắp tới là chúng ta sẽ thấy là cái giao dịch Forex cũng là phi tập trung, và tất cả đó là một cái chuyển biến rất là mới của cái xã hội ngày hôm nay. Và tài chính phi tập trung còn được định nghĩa là một trong những cái mô hình tài chính cao nhất của nhân loại mà chúng ta đang đang chứng kiến. Thì ngày hôm nay con sẽ chia sẻ một cái thông tin rất là mới như vậy. Chút xíu nữa anh chị nào mà chưa hiểu thì sau cái buổi Zoom thì chúng ta có thể là đặt câu hỏi thêm. Con sẽ đi tiếp đến cái phần ưu điểm của cái tài chính phi tập trung DeFi. Thứ nhất là chúng ta sẽ được tự chủ. Tự chủ ở đây là gì? Tiền và tài sản mà chúng ta sở hữu trong cái hệ sinh thái DeFi á, là của riêng chúng ta, không có một cái cơ quan tập trung. Với cái việc mà áp dụng công nghệ và blockchain á, thì loại bỏ các trung gian và nó sẽ trở nên rõ ràng hơn. Thì trong cái tài chính phi tập trung này á, thì người dùng có thể là biết được cái tài sản của mình đang ở đâu hay là đang ở trạng thái nào. Đơn cử khi mà các anh chị, con quay lại một chút xíu giải thích về cái mô hình tập trung. Khi mà các anh chị gửi tiền ở một cái ngân hàng ABCZ nào đó, thì trước đây tính giờ các anh chị sẽ không được biết là cái ngân hàng đó có bao nhiêu tiền, và các anh chị cũng không được biết là tiền của chúng ta có sẵn sàng nằm đó để khi mà chúng ta rút tiền thì họ có giao tiền liền hay không. Thông thường thì nếu như các anh chị gửi dưới 1 tỷ ở ngân hàng á, mà khi các anh chị rút tiền mặt á, thì thông thường là cái nguồn tiền này ngân hàng xử lý chúng ta thì là tiền là thậm chí là vài tỷ. Các anh chị rút thì các anh chị cần ngân hàng, và điều này đó có nghĩa là chúng ta đã quen với cái tài chính tập trung này rồi. Còn đối với tài phi tập trung, khi các anh chị gửi tiền và các anh chị cũng không cần phải thông qua một cái trung gian nào cả, chúng ta hoàn toàn có thể là chủ động rút tiền của mình ở 24/7 bất kể ngày lễ thứ bảy và chủ nhật. Còn đối với mô hình tài chính tập trung hiện tại thì gần như là những cái ngày lễ thứ bảy và chủ nhật thì họ không phục vụ chúng ta. Rồi khả năng truy cập thì nó không bị hạn chế một cái khả năng truy cập nào đối với cái khoản tiền của các anh chị khi mà tham gia vào tài chính phi tập trung. Có nghĩa là chỉ cần có internet thì chúng ta hoàn toàn có thể là truy cập về cái tài chính của mình. Rồi khả năng giao dịch nè, khả năng giao dịch là một trong những cái tài chính phi tập trung đem lại. Có nghĩa là cùng một lúc có thể là xử lý hàng triệu giao dịch mà không thông qua một cái trung gian nào cả. Thay vào đó thì họ có thể là xử lý một phần hoặc là toàn bộ cái tài chính của mình. Cho nên khi mà cái tài chính phi tập trung này ra đời á, nó không còn xuất hiện những cái tình trạng giống như là giao dịch bị chậm trễ hay là cả mọi thứ mà các anh chị thường phải gặp phải. Tính minh bạch ở cái tài chính phi tập trung này, nó là một cái dữ liệu công khai, có nghĩa là cho phép người dùng ở trên toàn cầu bất cứ lúc nào, bất cứ thời điểm nào họ cũng có thể là tự tra cứu nó. Và chúng ta có thể là dễ dàng tra cái số dư của mình tại một cái hệ sinh thái DeFi nào mà các anh chị đang tham gia. Đó là một số ưu điểm. Tuy nhiên thì nó còn rất là nhiều ưu điểm nữa.
Thì ngày hôm nay cái thời gian nó có hạn cho nên là mỗi một phần như vậy con sẽ liệt kê một số cái ưu điểm nhất định thôi. Thì tài chính phi tập trung hoạt động dựa trên một cái mô hình gọi là Smart Contract. Smart Contract là một cái công cụ để hỗ trợ cho cái mô hình tài chính phi tập trung. Thì Smart Contract là gì? Thì ở đây tạm hiểu nó là một dạng hợp đồng thông minh được định nghĩa là một tập hợp các lời hứa được quy định dưới dạng kỹ thuật số, bao gồm các giao thức đảm bảo các bên thực hiện các lời hứa với nhau. Ví dụ như ngày hôm nay chúng ta chưa biết đến cái smart contract á, thì mọi người thường hay làm việc với nhau thì họ sẽ ký một cái hợp đồng, mà hợp đồng là viết tay, nó pháp lý hơn, thì mọi người sẽ đến cái phòng công chứng nào đó thì để chúng ta là coi như là cam kết một cái hai bên với nhau. Còn cái dạng hợp đồng thông minh hay còn gọi là smart contract á, thì nó được phát sẵn ở trên một cái dạng nền tảng kỹ thuật số. Và hợp đồng thông minh thì có những cái đặc điểm như thế nào? Thứ nhất là hợp đồng thông minh là bất biến, chống giả mạo và chống gian lận, công bằng và minh bạch, chính xác và bảo mật, và nó hoạt động đúng theo các quy tắc được viết trước của hợp đồng, được phân cấp 100%, có nghĩa là không có điểm trung gian. Chẳng hạn như là công ty, cơ quan quản lý hợp đồng, nó không thể bị dừng hoặc tắt ngay cả cái người mà cải tạo ra cái hợp đồng thông minh. Thì đây là những cái đặc điểm mà các anh chị cần phải nắm rõ. Nếu như cần làm rõ, các anh chị có thể là lên trên mạng chúng ta search hợp đồng thông minh là gì, hay hoặc là từ khóa smart contract là gì. Ok, bây giờ chúng ta đi đến cái phần quỹ cộng đồng đa quốc gia Travelers hoạt động như thế nào. Thì con vừa chia sẻ với các anh chị về hai cái khái niệm cơ bản về tài chính phi tập trung và hợp đồng smart contract để phục vụ cho cái quỹ tài chính cộng đồng đa quốc gia Travelers. Thì Travelers là một cái nền tảng mới được thiết lập trên cái hợp đồng thông minh và tạo ra một cái kỷ nguyên mới của blockchain, giao thức B2B là giao dịch ngang hàng. Thì cái nguồn quỹ này hoạt động được phân bổ như sau: 90% cái tiền mà trong quỹ mà các anh chị đóng góp vào á là dành cho cộng đồng, 5% cho quỹ bảo chứng cái đồng Travelers là cái đồng mà tiền kỹ thuật số hay còn gọi là token TRB, được miễn phí tặng cho cộng đồng. Nó được phân bổ 5% từ quỹ đầu vào và 5% dành cho nhóm phát triển cái hợp đồng này. Thì tất cả những người tham gia có thể đóng góp một cái khoản tiền điện tử của mình, hay còn gọi là tiền kỹ thuật số, để hỗ trợ các thành viên khác trong cộng đồng. Có nghĩa là đây là một cái quỹ mà tất cả các anh chị có thể tham gia đóng góp bằng tiền điện tử hay còn gọi là tiền kỹ thuật số mình vào đây để bắt đầu kích hoạt và có thể là nhận được cái sự giúp đỡ từ các thành viên khác trong cộng đồng. Đây là một trong những cái giải pháp tài chính hoàn toàn mới cho người dùng tiền điện tử trên toàn cầu tham gia, nhận, hỗ trợ và giúp đỡ cộng đồng. Đấy. Nó được định nghĩa rất là đơn giản. Ok, như vậy thì làm thế nào để tham gia cái quỹ cộng đồng Travelers này? Thì cũng rất là đơn giản. Travelers gây quỹ trên một cái nền tảng blockchain của Tron Network và thực hiện hợp đồng qua một cái trình duyệt DApp. Khi mà các anh chị tham gia thì chúng ta sử dụng cái đồng tiền Tron hay còn gọi là TRX làm đồng tiền để chúng ta tài trợ vào quỹ này bằng cách các anh chị tải một cái ví Tronlink hoặc là Tron Wallet về thiết bị điện thoại di động, và sau đó là chúng ta truy cập vào cái trang web tronlink.io và sau đó thì chúng ta thực hiện tài trợ đồng Tron vào quỹ, và sau đó thì tận hưởng cái nguồn thu nhập hàng ngày có trong quỹ, và tất cả được thanh toán bằng đồng Tron. Tất cả được thanh toán bằng đồng Tron hay các anh chị, khi mà chúng ta là tài trợ vào đây bằng Tron thì chúng ta nhận bằng Tron đó. Thì bao nhiêu các anh chị trong số các anh chị biết về đồng Tron, có thể là các anh chị comment một cái số 3 đây nha, để cho John có thể nhìn thấy được là bao nhiêu các anh chị là đã biết đến cái đồng Tron này. Ok, rất là nhiều số 3 đó. Còn các anh chị mà không comment số 3 chắc là biết đến Bitcoin, không sao cả. Nếu mà các anh chị biết đến Bitcoin thì chúng ta cũng đã từng chứng kiến cái sự tăng trưởng mà năm 2017 là một năm gọi là gần như là nhà nhà, người người, báo chí, báo đài, TV mở lên là Bitcoin, chiều mở lên là Bitcoin. Tại vì cái thời điểm mà có thể nói là một cái sự tăng trưởng kinh hoàng các anh chị. Bitcoin từ 0.1 đô vào năm 2000 cho đến khoảng tầm 2017 thì nó xin lỗi là từ năm 2017 thì giữa năm
thì Bitcoin có một cái đợt tăng trưởng rất là mạnh đó. Thì ngày hôm nay khi mà tham gia vào quỹ này, các anh chị được biết đến cái đồng Tron hay còn gọi là TRX. Như vậy thì TRX là gì? TRX là một trong những cái đồng tiền điện tử hay còn gọi là đồng tiền kỹ thuật số. Nó được hoạt động trên nền tảng blockchain của Tron. Thì đầu tiên á, đồng TRX được xây dựng trên nền tảng của Ethereum theo tiêu chuẩn ERC-20. Vào ngày 31 tháng 5 năm 2018 á, thì Tron chính thức hoàn thành cái mainnet và từ đó Tron chuyển sang cái chạy trên cái nền tảng của blockchain riêng của Tron. Thì khi mà nói đến Ethereum thì các anh chị cũng biết rằng đây cũng là một trong những cái đồng tiền mà có một cái giá trị tăng trưởng rất là lớn trong 3-4 năm qua. Và nhà sáng lập của đồng Tron này là ai? Chính là một doanh nhân Trung Quốc nổi tiếng với vai trò chính trong dự án. Thì Sanh được liệt kê là một trong những cái giám đốc điều hành, người sáng lập dự án đồng Tron và sáng lập cái mạng blockchain của Tron. Đấy. Và hiện tại thì cái ứng dụng của Tron cũng như là blockchain của Tron á, thì được rất là nhiều cái giới công nghệ họ quan tâm. Bởi tại sao? Các anh chị có thể xem thêm một số cái thông tin sau đây. Tiềm năng của đồng Tron này á, thì cho đến thời điểm này thì tất cả mọi người đều ghi nhận đó. Nếu như các anh chị mà tham gia vào cái thị trường tiền điện tử này á, thì chúng ta cũng có thể là tìm hiểu cái thông tin này nhiều hơn ở trên cái trang thống kê coinmarketcap.com. Thì trên trang này hiện tại là có khoảng là 4.000 đồng coin được liệt kê trên đó. Tron hiện tại đang đứng xếp thứ 13 và có thời điểm đã giành ở vị trí thứ 12 đó. Thì trong 4.000 đồng được niêm yết trên sàn thì các anh chị đang đi tìm hiểu một cái đồng tiền mà rất là tiềm năng, nó có một cái thứ hạng đứng tốt thứ 13 rồi. Có rất là nhiều cái tính năng của đồng Tron này, thì ngày hôm nay thì con cũng không tiện liệt kê ra tất cả những cái tính năng của nó hết. Tuy nhiên thì một số tính năng mà các anh chị có thể biết tạm biết á, là thứ nhất là tốc độ giao dịch. Thì các anh chị cũng biết rồi, Bitcoin là một trong những cái nền tảng blockchain 1.0 với tốc độ giao dịch rất là chậm và phí rất là cao. Và sau đó là cái nền tảng công nghệ blockchain 2.0 hay còn gọi là nền tảng công nghệ blockchain của Ethereum ra đời. Nó giải quyết được cái vấn đề tốc độ cũng như là phí giao dịch. Tuy nhiên ngày hôm nay cái người dùng tăng cao thì cái chính cái blockchain 2.0 của Ethereum nó cũng phải vướng phải vấn đề về phí và thời gian giao dịch. Thì Tron được ví như là một cái nền tảng công nghệ tốt hơn với cái mức phí thấp hơn và thời gian giao dịch nhanh hơn. Khác về tính năng công nghệ thì đồng Tron này được đánh giá gần như là tuyệt đối. 99.7 là một trong những cái số điểm rất là cao của một cái đồng tiền nói về cái mặt công nghệ. Và tổng cái đánh giá của đồng Tron thì ở một cái dạng rất tiềm năng ha các anh chị. Rồi ok, chúng ta nhìn trên màn hình chúng ta cũng có thể thấy rằng đây là cái biểu đồ giá của đồng Tron ở trên CoinMarketCap mà con đã chụp cách đây khoảng một tuần lễ. Thì lúc đó thì giá đồng Tron tại thời điểm chụp là 0.0267. Thì ngày hôm nay thì có thời điểm nó đã vượt qua 0.027 ha các anh chị. Có một sự tăng trưởng trong thời gian một tuần qua. Thì các anh chị có thể là ở đây nó có rất là nhiều thông số. Tuy nhiên con muốn chia sẻ cho các anh chị một trong những cái thông số mà có thể quyết định một cái đồng tiền mà nó đạt được cái mức ổn định và sự uy tín trên thương trường. Đó là cái lượng giao dịch cũng như là vốn hóa của đồng tiền này. Thì các anh chị thấy là vốn hóa của đồng Tron hiện tại là rơi vào khoảng tương đương với 2 tỷ đô. Và cái lượng giao dịch trong ngày có thời điểm đã đạt sấp xỉ bằng vốn hóa. Có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là đảm bảo cho cái việc thanh khoản cái đồng Tron này gần như là tuyệt đối. Đấy, cái sự thanh khoản của đồng Tron thì hiện tại có một số người thì còn đánh giá cao hơn cái việc thanh khoản của Bitcoin. Tại vì Bitcoin thì cái vốn hóa của nó hiện tại chiếm hơn 51% cái vốn hóa của toàn bộ cái tiền kỹ thuật số. Nhưng tuy nhiên thì để đạt được cái mức giao dịch sấp xỉ cái vốn hóa thì cũng chưa có xảy ra nhiều. Đấy. Và Tron được đánh giá là một trong những cái đồng tiền mà rất là ổn định và tiềm năng trong tương lai. Các anh chị có thể nhìn thấy cái mức giá mà cao điểm của đồng Tron này vào năm 2018. Cái mức cao nhất của Tron đã từng đạt là 0.25 đô. Và hiện tại thì chúng ta đang mua sở hữu nó với cái mức giá là khoảng 1/10 giá trị so với đỉnh. Thì điều gì sẽ xảy ra nếu như đồng Tron quay về với đỉnh một lần nữa? Có nghĩa là các anh chị mua và sở hữu đồng Tron ngày hôm nay
cơ hội chúng ta sẽ tăng 10 lần tài sản. Đấy. Thì có trong lịch sử các đồng coin thì có rất là nhiều đồng cũng đã giúp cho một số nhà đầu tư á, là từ cái việc mà mua chữ và trở thành triệu phú bất ngờ ha các anh chị. Đơn cử như những câu chuyện về mua Bitcoin, mua Ethereum và mua Ripple. Đó, Ripple thì ngày xưa có cái giá nó cũng rất là nhiều số 0, hơn cả Tron bây giờ 0.00 bao nhiêu đấy. Và sau đó là Ripple cũng đã tăng trưởng lên giá là 3.5 đô, và điều đó cũng đã giúp cho một số người sẽ trở thành một trong những cái người triệu phú bất chỉ. Đấy, thì nói đến đây, Gon muốn khẳng định lại một lần nữa, hiện tại tất cả những cái giới công nghệ cũng như là những cái người mà tham gia thị trường tiền kỹ thuật số, họ đang rất là kỳ vọng về cái đồng Tron có thể là vượt cái đỉnh. Và riêng cá nhân Gon cũng có một cái nhận định rất là tốt về cái tiềm năng tăng giá của đồng Tron. Ok, thì sau khi biết được cái đồng Tron này và sau khi biết được cái quỹ cộng đồng Tron và Lớp tham gia bằng chính cái đồng Tron này, thì các anh chị ở đây chúng ta sẽ nghĩ ngay đến là chúng ta có hai cái cách. Thứ nhất là các anh chị có thể mua cái đồng Tron này, chữ cái ví riêng của mình. Chúng ta có thể là chữ đến một cái giai đoạn nào đó mà Tron có thể lên tới 5 lần, 10 lần chúng ta bán. Tuy nhiên ngày hôm nay nếu như các anh chị tham gia vào cái quỹ cộng đồng Tron Lớp này, chúng ta ngoài cái việc mà được tăng giá của thị trường, chúng ta còn tăng thêm số lượng. Và đây chính là cái gì ạ? Đây chính là bí mật của sự lãi kép và giúp cho các anh chị nhanh chóng đạt được cái mục tiêu tài chính của mình hơn. Còn ví dụ như ngày hôm nay các anh chị mua 10 triệu Tron, các anh chị để 1 năm sau, thậm chí 3 năm sau, 5 năm sau, thì 10 triệu Tron này nó cũng chỉ là 10 triệu Tron. Nhưng nếu như các anh chị tham gia vào cái quỹ Tron Lớp này, chúng ta sẽ thấy được cái điều gì xảy ra. Thứ nhất là khi các anh chị tài trợ vô, chúng ta hưởng lên tới 4 cái quyền lợi khi tham gia vào quỹ này. Cái quyền lợi thứ nhất là các anh chị tài trợ cái đồng Tron vào quỹ này, chúng ta sẽ tự động nhận được 1.2% mỗi ngày và nhận tối đa là 180 ngày. Và cái quyền thứ hai mà các anh chị tham gia vào cái quỹ Tron Lớp này á, là chúng ta chia sẻ phát triển quỹ, chúng ta được tự động trả thêm 10% dựa trên cái số tiền tài trợ của bạn bè, người thân, đồng nghiệp, hàng xóm láng giềng gì đó. Tất cả những người đó chúng ta đều có thể chia sẻ nếu như các anh chị thấy cái quỹ này rất là tốt và chúng ta đi phát triển. Và ngay lập tức chúng ta sẽ có 10% cái số lượng Tron mà họ đầu tư vào. Rồi, cái quyền lợi thứ ba đó là gì? Chúng ta còn hưởng thêm 16 đời thụ động, hay còn gọi là matching. Thì xíu nữa cái phần chi tiết con sẽ chia sẻ cụ thể hơn. Cái quyền lợi thứ tư là chúng ta hưởng được 0.2% trên cái tiền quỹ tham gia hàng ngày dành cho 5 nhà phát triển hàng đầu. 5 nhà phát triển hàng đầu thì nó có điều kiện của nó. Bây giờ mình sẽ đi từng cái chi tiết, một cái quyền lợi một. Đây, cái quyền lợi đầu tiên là các anh chị nè, 1.2%. Khi mà các anh chị tài trợ vào quỹ này, sau đúng 24 giờ thì các anh chị sẽ nhận được ngay là 1.2% trên tổng số tiền mình tài trợ. Và để tham gia vào quỹ này thì cái số tối thiểu mà các anh chị có thể tài trợ được là 500 đồng TRX. Nếu như tính theo cái giá tại thời điểm này thì nó tương đương với khoảng 14 đô. 14 đô thì nó khoảng 400.000 Việt Nam đồng. Thì các anh chị hoàn toàn có thể tham gia vào và phát triển cái quỹ cộng đồng này. Rồi, cứ sau 24 giờ thì các anh chị nhận một lần, nhận cho đến 180 ngày liên tục. Ví dụ, bạn tham gia vào quỹ này là 10.000 TRX, thì mỗi ngày bạn nhận được là 120 TRX. Rồi, cái quyền lợi thứ hai đó là thưởng trực tiếp khi tất cả các anh chị thấy cái quỹ này tốt và chúng ta đi chia sẻ phát triển quỹ, thì chúng ta sẽ hưởng được 10% trực tiếp từ cái việc đi phát triển này. Ví dụ như các anh chị tài trợ xong và chúng ta chia sẻ được một người bạn họ tài trợ vào đây 10.000 TRX, thì ngay lập tức là các anh chị có 1.000 TRX. Số tiền này sẽ tự động chuyển vào ví của các anh chị luôn. Cái này thì chúng ta không cần phải bấm rút nha. Tất cả các thao tác nó là tự động hết. Khi mà chúng ta chia sẻ thành công thì chúng ta kiểm tra ví là chúng ta có tiền luôn. Hoặc là các anh chị có thể là lấy một cái đường link giới thiệu của mình á, sau khi tham gia thì tất cả các anh chị đều có một cái đường link để chia sẻ cho bạn bè người thân. Và khi họ lấy cái đường link các anh chị họ tham gia vào quỹ thì các anh chị lập tức là có tiền luôn. Đấy. Rồi, cái quyền lợi thứ ba. Cái này nó hơi khó hiểu và hơi trừu tiện xíu. Các anh chị tập trung cái đoạn này nha. Ở đây chúng ta có 16 đời. Có nghĩa là khi mà các anh chị phát triển cái quỹ này á, cái người A phát triển ra người B, người B ra người C,
người C ra người D. Thì mỗi một lần xuống một một cấp như vậy thì chúng ta hay còn gọi là tầng, hay còn gọi là đời. Ví dụ như Gon giới thiệu Diệu Linh. Diệu Linh chính là cái đời thứ nhất, hay là còn gọi là tầng thứ nhất. Diệu Linh giới thiệu ra một cái anh chàng đẹp trai tên Tony. Thì Tony chính là đời thứ nhất của Diệu Linh, nhưng là đời thứ hai của Gon. Nếu như các anh chị nào mà trong thời gian dịch vừa qua mà chúng ta theo dõi thông tin nhiều á, thì chúng ta sẽ rất là dễ hiểu cái chỗ này. Cái F0 và truyền đi F1, rồi F2, F3, F4 á, thì cái mô hình của cái việc lây nhiễm Covid á, thì nó cũng nôm na là nó cũng giống như thế này. Nhưng ở đây là chúng ta đi phát triển, Covid là hạn chế, là ngăn cản. Còn cái này là tự do phát triển, cho nên là cái tốc độ nó phát triển còn kinh khủng hơn. Ở đây thì chúng ta được nhận cái tiền này cho đến 16 tầng. Thì cái tầng thứ nhất của các anh chị á, là sau khi các anh chị giới thiệu trực tiếp thành công, chúng ta hưởng được 10%, gọi là 10% trên cái số tiền họ đầu tư vào. Sau đó là các anh chị là nhận thêm 40% cái tiền mà họ rút về hàng ngày. Ngay lập tức khi mà họ có 1.2% lãi họ rút về, thì các anh chị được 40% trên 1.2 đó. Và tương tự cái đời thứ hai của các anh chị rút tiền thì các anh chị được 20%. Đời thứ ba rút tiền các anh chị được 10%. Cho đến đời thứ năm, đời thứ sáu cho đến đời thứ 10 các anh chị được 6%. Và đời thứ 11 cho đến đời thứ 16 các anh chị được 4%. Thì số tiền này được gọi là một trong những cái khoản thụ động mà con nghĩ nó rất là nhân văn. Bởi vì các anh chị ngoài cái việc mà chúng ta phát triển ra, chúng ta còn cống hiến để xây dựng đội nhóm phát triển cái quỹ cộng đồng này, cho nên được gọi là một khoản thụ động rất là lớn. Nếu như làm một cái bài toán, các anh chị có thể tự tính toán được rằng mỗi một người ra 5 người thì tới tầng thứ 16 các anh chị sẽ có bao nhiêu người ở dưới và thu nhập của các anh chị là bao nhiêu đó. Thì thực tế thì nó rất là kinh khủng ha các anh chị. Có thể là giúp cho các anh chị có được một cái khoản thụ động là một ngày từ vài ngàn đô cho thậm chí là vài trăm ngàn đô một ngày á đó. Thì các anh chị có thể là tự tính toán cái chỗ này nha. Nếu như một người tham gia ở dưới các anh chị chỉ cần 500 TRX thôi, và họ cứ liên tục phát triển như vậy, thì được gọi là khoản thu nhập thụ động. Và thu nhập thụ động thì nó đảm bảo khi các anh chị ngủ nó cũng có tiền, khi các anh chị đi chơi cũng có tiền, hoặc là các anh chị đi du lịch nó cũng có tiền. Đấy, được gọi là một trong những cái khoản mà hấp dẫn nhất để cho các thành viên chia sẻ cái quỹ này cho nhiều người. Ngoài ra thì cái phần thưởng này nó được gọi là một trong những cái phần thưởng gọi là thi đua khuyến khích, hay còn gọi là tranh đấu á. Thì cái phần thưởng này họ dành ra 0.2% trên cái số tiền tài trợ hàng ngày trên toàn cầu. Họ trích ra dành cho 5 người trên cái top, trên cái bảng top như vậy. Thì những người nào đạt cái top thứ nhất á, họ có hai điều kiện: cái doanh số trực tiếp cộng dồn lớn nhất nè, cái điều kiện thứ hai là phát sinh ít nhất một F1 mới trong một ngày. Thì ngay lập tức là họ được liệt kê vô là một trong 5 nhà tài trợ gọi là hàng đầu, để họ có thể là nhận được 30% giá trị của 0.2 đối với top 1, 20% đối với top 2, top 3 20%, và top 4 và top 5 là 15% trên cái 0.2% này. Đó. Thì đó là cái cách để cho giúp cho các anh chị có thể là tăng cái số lượng TRX của mình lên. Rất là đơn giản, tham gia vào quỹ cộng đồng, chia sẻ người khác, thì các anh chị sẽ đạt lên tới tối đa 360% trên cái số tiền tài trợ mình mỗi một chu kỳ như vậy. Và sau khi các anh chị mong muốn nhận tiếp tục thì chúng ta lại tái tài trợ vào cộng đồng, và chúng ta tiếp tục nhận một cái chu kỳ mới. Có nghĩa là mỗi một chu kỳ các anh chị sẽ lợi nhận ra được bao nhiêu ạ? 260%, tổng cộng là 360%, bao gồm 100% gốc của mình là 360% hai các anh chị. Ok. Thì cái điều đặc biệt hơn, khi mà các anh chị tham gia vào giai đoạn này á, thì nền tảng nó đã thiết kế sẵn ra một cái đồng mà cái live đầu tiên con có chia sẻ cho các anh chị đó. Đó chính là cái đồng TRB. Được cái quỹ này thiết kế riêng dành cho tất cả những người tham gia trong giai đoạn này. Cái đồng này được ký hiệu là TRB, sử dụng cái thực toán của TRC20 của mạng blockchain của Tron luôn. Tổng cung của cái đồng TRB này là 1 tỷ. Và cái đồng này sinh ra để mục đích gì? Thứ nhất á, là phục vụ cho toàn bộ hệ sinh thái bao gồm 3 lĩnh vực chính nè: trò chơi blockchain, thương mại điện tử, ứng dụng du lịch. Và đồng tiền này, mục đích của họ sẽ đưa lên sàn giao dịch với cái giá là 0.1 đến 0.2 đô, và giá có thể tăng lên 1-2 đô trong vòng 1 đến 2 năm tới.
thì đây là cái điều hết sức tuyệt vời. Khi các anh chị tham gia trong giai đoạn này, chúng ta sẽ được nhận miễn phí cái đồng này. Thì đồng này khi mà các anh chị kích hoạt thành công á, trong giai đoạn này, trong giai đoạn mà 300 triệu đầu tiên á, các anh chị sẽ được tặng nhiêu ạ? Tỷ lệ 1:1. Ví dụ như các anh chị tham gia vào đây là 10 triệu con T-Rex thì ngay lập tức là trên ví các anh chị được nhận luôn là 10 triệu con TRB. Thì cái số lượng TRB mà phát cho các anh chị đã được bảo chứng tự động 5% từ cái quỹ đầu vào. Và khi các anh chị tái tài trợ lại, tiếp tục là tự động đem đi bảo chứng cho cái đồng TRB này 5% nữa. Nói một cách nôm na, đây là chính là một trong những cái kế hoạch của dự án cái quỹ cộng đồng này, nhằm đem đến cho các anh chị giống như là một cái giải pháp về bảo hiểm khi mà chúng ta tham gia về cái quỹ cộng đồng đó. Và mọi người đang có thể định nghĩa một cách nôm na rằng cái đồng TRB này chính là tài sản tích lũy của cộng đồng trong năm 2021. Thì tất cả các lộ trình họ đều đưa ra rất là cụ thể, và trong rất là nhiều như là họ sẽ chấp nhận landing nè. Thì cái thông tin ở trên cái slide gốc á, thì tháng 4 năm 2021 họ sẽ bắt đầu chấp nhận landing, hay còn gọi là vay các anh chị lại cái đồng TRB này với cái giá khởi điểm là 0.1 đô. Và sau đó là tới tháng 6 năm 2021 thì họ sẽ cho swap trực tiếp từ cái đồng TRB này sang đô với lại đồng tròn. Và lộ trình tiếp theo là họ sẽ đưa lên những cái sàn giao dịch hàng đầu như là La Token, Coinia, MCX nè. Và cái bước tiếp theo nữa, cái lộ trình của đồng TRB này đưa vào cái hệ sinh thái thanh toán, bao gồm là thanh toán điện tử nè, thanh toán du lịch nè. Và tất cả những cái lộ trình này các anh chị có thể là tham khảo trực tiếp ở trên trên slide gốc của dự án. Và cái cuối cùng là một trong những cái sàn giao dịch STO, cái đồng TRB cuối cùng được định nghĩa đó là một trong những cái đồng tiền security token, có nghĩa là token được bảo chứng hoàn toàn. Và đây là một trong những cái mà Gold đánh giá rất là cao về cái quỹ cộng đồng, cũng chính là cái sự khác biệt của quỹ cộng đồng Gold với các cái quỹ cộng đồng tài chính khác ở bên ngoài. Họ có luôn một cái kế hoạch thứ hai cho tất cả mọi người tham gia. Còn tất cả những cái quỹ khác ở bên ngoài á, thì gần như là mọi người sẽ không có một cái kế hoạch tương lai nào đó. Cho nên ngày hôm nay khi mà các anh chị tìm hiểu về cái quỹ cộng đồng trên lớp á, thì đây chính là cái điểm khác biệt lớn nhất đó. Chúng ta tham gia vào phần nguồn tròn, chúng ta nhận được đồng tròn lên tới 360% mỗi một chu kỳ. Ngoài ra chúng ta còn sẽ được nhận miễn phí cái đồng TRB được bảo chứng. Và tất cả các thứ gần trình bày thì nó được trình bày rất là minh bạch trên cái hợp đồng smart contract. Bất cứ lúc nào, bất cứ thời gian nào, các anh chị đều có thể tra cứu được cái khoản tiền chúng ta đang gửi lên đó, quỹ cộng đồng đang còn bao nhiêu, cái tiền bảo chứng cho đồng TRB đang có bao nhiêu đó, rất là minh bạch rõ ràng. Cuối cùng thì tôi muốn khẳng định cho các anh chị đó là gì, đây là một trong những cái mô hình rất là mới. Khi mà các anh chị lần đầu tiên nghe thì đương nhiên là chúng ta còn rất là nhiều cái thắc mắc, cũng như là những cái chúng ta chưa hiểu. Không sao cả, sau cái buổi thuyết trình này Gold sẽ dành một chút xíu thời gian nữa để giải thích cho các anh chị những cái chỗ nào mà các anh chị nghe qua mà chúng ta chưa hiểu. Tóm lại, trên lớp là gì? Trên lớp chính là cái quỹ của cộng đồng, quỹ cộng đồng của cộng đồng và vì cộng đồng. Tất cả mọi thứ hoạt động tự động trên một cái nền tảng blockchain. Ok, cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe cái phần chia sẻ về cái buổi OBB trên Zoom tối ngày hôm nay. Cảm ơn 81 anh chị em đã đồng hành. Xin nhường lại cho MC.